vùng tung bão bay Hồ Chí Minh hay Phía Hồ Chí Minh trước năm 1975 được gọi là Phía Sài Gòn. Đây là vùng trời rộng lớn với diện tích khoảng hơn 900.000 km². Vào tháng 4 năm 1975, trước nguy cơ sụp đổ của chính quyền Sài Gòn, lo ngại sự bế tắc giao lưu hàng không trong khu vực, nên Tổ chức Hàng không Dân dụng Quốc tế ICAO đã phân chia phần công hải trên biển của Phía Sài Gòn thành 3 vùng trách nhiệm tạm thời, giao cho 3 trung tâm kiểm soát đường dài là Bangkok, Hồng Kông và Singapore điều hành. Phần còn lại rất nhỏ bé giao cho Việt Nam. Khái niệm vùng thông báo bay thì nó bao gồm phần trên lãnh thổ cũng như là cái phần trên công hải. Về mặt ý nghĩa của vùng thông báo bay đối với các quốc gia thì có ý nghĩa hết sức quan trọng về mặt kinh tế chính trị cũng như là liên quan đến chủ quyền. Năm là 75 thì hàng không dân quốc tế là giao cho Thái Lan, Singapore và Hồng Kông là tạm thời điều hành. Thì đến năm là 83 đấy là người ta muốn là đề nghị là thế giới này giao đất cho người ta. Thì năm 88 là thủ tướng là chính phủ mới là ra lệnh trong cái công cuộc đổi mới của Đảng, ra lệnh cho ngành hàng không chuẩn bị đầy đủ trang thiết bị con người để tức là đến năm 94 là tại cái hội nghị quốc tế này ta phải đòi lại bằng được cái vùng trời mà trước đây là của chính quyền Việt Nam. Thế quản lý bay làm cái gì? Khôi phục lại cái đầu tiên là tất cả các cái thông tin về vệ tinh nhé, là điều hành cái vùng thông báo bay là tính từ Đà Nẵng mà vào trong Cà Mau nhé. Thì trước mắt cái vùng thông báo bay này thì ta phải trang bị làm thế nào là cái thông tin liên lạc chuyển từ cái thông tin là giản đơn nhất nhé, giản đơn nhất sang cái hệ thống là vệ tinh. Cho nên là thí dụ máy bay nó bay ở trên cái vùng trời Đà Nẵng, nhưng cái trạm vệ tinh của ta là thu từ Đà Nẵng này, điều hành lại ở trong thành phố Hồ Chí Minh. Phó Thủ tướng Võ Văn Kiệt giao cho. Thế thì là Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Lê Đức Anh mới thấy rằng là không có tiền để đầu tư trang thiết bị. Thế thì là lập tức là Phó Thủ tướng Võ Văn Kiệt là yêu cầu tài chính, quốc phòng tất cả các thứ tập trung là để cho đầu tư để cho Việt Nam là giành lại cái vùng thông báo bay này. Chúng tôi là coi như là dám chịu trách nhiệm và dám đề nghị với lại nhà nước đầu tư gần 40 triệu đô la nữa. 40 triệu đô la cái năm 90 thì đất nước đang còn rất nghèo. Ngành hàng không có 3 năm mà mức đã có 8 triệu tư. Muốn giải quyết trong cái lĩnh vực này mà ta thắng thì phải đầu tư là 5 tổ hợp radar giám sát từ Cà Mau ra đến là Đà Nẵng. Mỹ cấm vận, Pháp là ta có quan hệ tốt. Chúng tôi đề nghị với chính phủ là cho tiếp cận các cái trang thiết bị của Pháp, mua cái hệ thống này là của Pháp. Ngoài cái vấn đề trong lĩnh vực là quản lý bay nhé, thì Việt Nam này là phải có các cái sân bay quốc tế, là phải đầu tư máy móc hạ cánh tự động, đèn hiệu tín hiệu, là anh phải có cái sân bay mà được quốc tế công nhận là quốc tế, sân bay quốc tế. Chứ còn trước đấy ta chưa có nhé. Đà Nẵng nghĩa là tân dân nhất là có hệ thống đèn của chính quyền Mỹ để lại, nhưng là nó sắp hỏng rồi. Đà Nẵng chưa có, Nội Bài chưa có, chưa được gọi là sân bay quốc tế. Cho nên Việt Nam muốn mà làm được cái vấn đề này thì không phải là còn phải giải quyết là cái sân bay có tầm cỡ để người ta đi bay qua cái vùng thông báo bay này. Nếu nó trục trặc thì nó xuống sân bay của mình nhớ cả ngày cả đêm. Sau 18 năm chuẩn bị mọi thứ có thể về cơ sở vật chất, kỹ thuật và con người, 10 năm vận động ngoại giao tích cực, vào tháng 4 năm 1993, đoàn Việt Nam lên đường dự hội nghị không vận RAN 3 được tổ chức tại Bangkok. Hội nghị diễn ra tại Bangkok vào mùa hè và đúng cái thời điểm rất nóng của năm 1993. Vẫn còn có một số quốc gia thì vào thời điểm đấy cũng chưa hẳn là đồng thuận và còn có những ý kiến khác với chúng ta. Cho nên là trong quá trình diễn ra hội nghị thì tình thế là nó thay đổi thường xuyên, đấy, có thể là thay đổi hàng ngày. Thì đoàn thường xuyên nhận được cái sự chỉ đạo hết sức sát sao từ Việt Nam. Và ngay tại Bangkok vào thời điểm đấy thì có các đồng chí Thứ trưởng Nguyễn Duy Niên, đồng chí Vũ Khoan là những người mà thường xuyên có mặt chỉ đạo với đoàn. Ông Tổng Cục trưởng đi dự hội nghị là giao cho tôi ở nhà là phải đảm bảo điều hành bay. Trong quá trình dự cái hội nghị này
không để sai sót bất cứ một vấn đề gì. Chứ nếu để sai sót thì nhân đó người ta quốc tế người ta lấy cớ. Tại hội nghị, đoàn Việt Nam tuyên bố 6 lĩnh vực mà ICAO yêu cầu Việt Nam đã đáp ứng đầy đủ và đảm bảo chất lượng quốc tế. Đoàn Việt Nam đề nghị ICAO xóa bỏ vùng trách nhiệm tạm thời của phía Hồ Chí Minh đã xác lập từ năm 1975. Trước tinh thần đấu tranh kiên trì và mềm dẻo, vừa thuyết phục, vừa giữ vững lập trường nguyên tắc, vừa tôn trọng luật pháp và thông lệ quốc tế, cùng với sự linh hoạt, cương quyết trong đàm phán của đoàn Việt Nam, cuối cùng Hội nghị Không phận Ranba đã nhất trí ra nghị quyết trình Hội đồng ICAO phê chuẩn tại phiên họp thứ 9, kỳ họp thứ 140, ngày 24 tháng 11 năm 1993. Việt Nam sẽ chính thức tiếp nhận và điều hành phần phía Nam phía Hồ Chí Minh sau một năm kể từ khi có phê chuẩn của Hội đồng ICAO. Thì khi kết luận của hội nghị được thông qua, thì cái đấy, lúc đấy là cái lúc mà toàn thể các đoàn viên cũng như trưởng đoàn của Việt Nam tại hội nghị là cực kỳ phấn khởi. Tôi chỉ còn thiếu là rơi nước mắt. Tôi mừng lắm. Đây là cái thành quả của Việt Nam. Phải nói thật nhé, là vô cùng xúc động với cái việc làm mà mình đã làm được. Tự hào lắm, là tự hào ghê gớm lắm. Đây là thành quả của công cuộc đổi mới của Đảng mà chúng tôi được thực hiện. Vùng thông bao bay là cái vùng mà tất cả từ Nam Á máy bay nó đi đà sang Đông Bắc Á là nó đều bay qua cái vùng thông bao bay của mình nhé, mà đều bay qua vùng thông bao bay. Cho nên cái đấy là cái thu nhập cho nhà nước lớn nhất. Tất cả các cái thứ nhé là khoảng gần 40 triệu đô la, và đến cái khoảng năm thứ ba thì hoàn vốn. Khoảng năm thứ ba tôi nhớ là như thế. Thế cho nên nó mới có cái tốc độ nhanh như thế chứ. Nhưng nên là bây giờ mình mới là năm vừa rồi đây là 38.000 tỷ, 38.000 tỷ hơn nhiều tỉnh chứ, hơn nhiều một số tỉnh chứ.